Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tìm hiểu giới mộ điều thế giới nghĩ gì về cái mẫu cơm sẹp Quasimoto SAK 1000 AC 2024. Các nhà sản xuất Trung Quốc rõ ràng đang đẩy mạnh cái cuộc chơi của họ khi nói đến những cái dòng mô tô hướng đến cái bằng hiệu sức. Trong cái sự kiện ESMA 2023 là một minh chứng rõ ràng cho cái điều này. Khi các thương hiệu nổi tiếng như là Sếp Moto và Quasimoto thể hiện được cái sức mạnh của mình khi đến những cái chiếc Superbike phô trương về cái phần hiệu sức lẫn công nghệ tiên tiến. Trong đó cái mẫu là SAK 1000 AC cơm sẹp 2024 là một trong những cái điểm nổi bật nhất. Vậy giới mộ điệu thế giới nghĩ gì về cái mẫu cơm sẹp Quasimoto SAK 1000 AC 2024? Việc các thương hiệu Trung Quốc và châu Âu hợp tác không còn gì là mới nữa. Chúng ta đã thấy rất rõ điều đó qua với cái đời mặt KTM và Sếp Moto đã hợp tác với nhau, hay là BMW và Longines, gần đây nhất là MV Aquista và Quasimoto. Nói như vậy, có thể dễ dàng nhận thấy rằng là Quasimoto đã tận dụng cái chuyên môn định hướng cái phần hiệu sức của MV Aquista cho cái nguyên mẫu là SAK 1000 AC Concept. Nền tảng của MV Aquista như Rutan 1000 AA chắc chắn đã được Quasimoto tận dụng. Chỉ cần được nhìn thoáng qua cái mẫu cơm sẹp sức bài lần này, dễ dàng chúng ta nhận ra cái nguồn cảm hứng từ MV Aquista của nó. Từ góc độ ở mặt kiểu dáng, nó trông như phiên bản F3 của mẫu là MV Aquista, và chỉ có những đường nét góc cạnh hơn và mang cái tính thẩm mỹ lịch tương lai hơn. SAK 1000 AC 2024, nó được trang bị cho mình cái đèn pha dạng LED kép, tạo nên một cái diện ngoại là hầm hố hơn. Trong khi đó, cái phần yếm thì góc cạnh và một cái bình xăng cơ bắp, tạo cho chiếc xe một cái tư thế lật khom lưng thể thao như nó đang di chuyển ở tốc độ khoảng là 321 km/h. Giống như MV Aquista SAK 1000 AC 2024, có phần khung nhôm lộ ra bên ngoài đi cùng cấp đựng rồ am ở hệ phía sau, hệ thống ống xả kép với những cái ống nhô ra ở hai bên phần đuôi xe. Yếu tố lớn nhất vay mượn từ Rutan 1000 AA chính là cái động cơ SAK 1000 AC 2024. Ở dụng phiên bản động cơ cũ loại là 4 xanh thẳng hàng, dung tích thật 1078cc làm mát bằng cái lỏng, phun sinh tử cho ra công suất 146 lực, đi cùng bộ máy xăng cực đại là 112 Nm. Cái điều nói lên rằng mặc dù cái kiểu dáng tương lai và nguồn gốc thiết kế từ Ý, nhưng SAK 1000 AC 2024 nó không cùng đẳng cấp ngay khi cả những cái dòng Superbike lỗi thời như là chiếc Yamaha E1 hay Kawasaki Ninja ZX1R, Honda Super R1000 RR. Tuy nhiên, SAK 1000 AC nó được đánh giá là một cái cỗ máy xử lý sắc sảo hơn nhờ vào hệ thống treo Olin và cái kẹp phanh của Rambo Sadama, đi cùng với cái dàn lốp Pirelli Rosso Costa hoàn thiện từ cái sự kết hợp, mang lại cái cách tiếp cận tập trung về cái phần đường đua nhiều hơn. Nói về mặt giá cả và những cái tính có sẵn thì vẫn chưa có thông tin gì mới từ là Quasimoto. Tuy nhiên, chúng ta có thể mong đợi rằng cái chiếc này sẽ được ra mắt dưới dạng phiên bản sản xuất thương mại vào khoảng đầu năm 2024. Cái điều đáng để chúng ta chú ý là Quasimoto có nhiều cái dòng xe là tương đồng ở nhiều thị trường khác nhau, và một trong những cái dòng xe là mắc thế này có rất nhiều khả năng sẽ được bán ra thị trường quê nhà là Trung Quốc. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy chi tiếp nhớ like, share, subscribe.